Thưa quý vị, múa là một bộ môn nghệ thuật biểu diễn sử dụng ngôn ngữ hình thể để phản ánh tình cảm, hiện tượng của cuộc sống. Nghề múa đòi hỏi người làm nghề phải hội tụ nhiều tiêu chuẩn rất khắt khe. Và bên cạnh năng khiếu thì để theo đuổi đam mê và sống được với nghề, cần phải có rất nhiều nỗ lực và khổ luyện. Dưới ánh đèn lung linh của sân khấu, từ hàng chục người say sưa với từng nhịp vũ đạo, mặc cho những giọt mồ hôi nhễ nhại hay là những nụ cười cứ sảng rỡ trên môi, và tất cả cùng uyển chuyển phối hợp thật ăn ý để hòa vào tiếng nhạc lời ca, rồi vui sướng khi mà nhận ra được rằng là những tràng pháo tay luôn luôn ủng hộ họ, và đó chính là niềm vui từ nghề múa. Nghề múa kén người mà cũng nhiều khắc nghiệt. Đằng sau những hình ảnh thăng hoa và lộng lẫy trên sân khấu là cả quá trình tập luyện vô cùng vất vả. Anh Dương Ngọc Lai, giáo viên dạy múa tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đà Nẵng, đã có thâm niên gần 20 năm gắn bó với bộ môn nghệ thuật này. Anh đến với nghề múa như một cái duyên. Qua các cái chương trình đưa mình đi xem các cái chương trình nghệ thuật và thấy là mình xem một cách rất là say sưa. Thì các anh cũng nghĩ là có lẽ là có năng khiếu về nghệ thuật, mà cũng nhờ các anh phát hiện, và sau đó là anh em trong gia đình mới bàn là cho em đi học. Thì lúc đó là cũng tập trung vào cái việc học phổ thông là chính, tuy nhiên là thời gian nghỉ hè hoặc là ngoài cái giờ học, thế là đến các cái điểm tuyển sinh để tham gia tuyển sinh, và từ đó mới được phát hiện ra là mình có năng khiếu, mới biết là mình có năng khiếu. Tình yêu và đam mê với nghề là động lực để anh Dương Ngọc Lai truyền lửa cho nhiều bạn trẻ. Với anh, ngoài định hướng giảng dạy cho các em về bộ môn múa, thì việc truyền cảm hứng cho các em là điều quan trọng. Cái khó buộc anh phải cố gắng trải nghiệm, đầu tư làm sao để bản thân thoát khỏi lối mòn, để truyền niềm hứng khởi đến với học trò. Một người giáo viên thì mình cũng luôn luôn tâm huyết và dặn dò các em là lên sàn là phải hết sức, làm hết mình và tập trung cao vào trong cái bài tập, để tư duy bài tập, sáng tạo trong cái từng bài tập để tìm ra được cái cảm xúc, cái cảm giác để diễn một cách tốt nhất. Các anh chị làm được, mình phải làm được. Đó là cái hướng mà mình dạy cho học sinh, luôn luôn có một cái tâm thế là phải học tập và mới có thành công. Múa xưa nay vẫn là một nghề đào tạo lắm công phu, học nhiều, vất vả, nhưng tuổi nghề ngắn. Vì vậy, nhiều bậc phụ huynh không muốn cho con theo đuổi nghệ thuật múa vì sợ con vất vả, băn khoăn về thu nhập thấp, cơ hội theo con đường chuyên nghiệp quá hạn hẹp. Tuy nhiên ngày nay, trong nhiều sự kiện, ngày kỷ niệm lớn nhỏ của các ngành nghề cho đến các sự kiện trọng đại đều có các tiết mục của các nghệ sĩ, diễn viên múa tham gia. Xã hội ngày càng phát triển, nhiều bạn trẻ đã trở lại yêu thích và học múa. Khi mà từ nhỏ em cũng tham gia văn nghệ và các hoạt động phong trào của nhà trường hoặc là của phường, của thành phố các thứ, cho nên là em cảm thấy thích. Và em cảm thấy em được tỏa sáng và em được nói lên tất cả ý nghĩa khi mà em thể hiện ra hình thức, hình thể hoạt động trên sân khấu để biểu diễn cho mọi người coi. Thì em thấy hạnh phúc vì điều đó. Cho nên là em theo đuổi quyết định, theo đuổi đam mê của mình. Sau này có như thế nào đi chăng nữa, em cũng sẽ quyết theo đuổi bộ môn đam mê của mình. Và cũng mong là sau này các thế hệ sau em đi chăng nữa, em cũng sẽ góp một phần nào đó cho thế hệ trẻ sau này. Khi xưa em không chọn múa, khi xưa em theo thanh nhạc. Và từ lớp 1 là đã đi biểu diễn cho trường tiểu học về ca, hát, múa, cái gì em cũng làm được hết. Và từ lớp 6 có một cái cơ duyên là em được đi dựng bài cho các em nhỏ. Và nghiệp đưa đẩy và em theo múa đến bây giờ luôn. Biết là khó khăn nhưng mà em cũng đã rất cố gắng trong thời gian qua để theo cái bộ môn này. Và em nghĩ là cái gì nó cũng có cái duyên hết. Ví dụ như mình đã tới được cái thời điểm như này thì em nghĩ là em sẽ theo được. Nghề múa thực sự là một nghề đầy gian nan, cũng như các bộ môn nghệ thuật khác. Nghệ thuật múa rất cần ở người theo đuổi sự đam mê.
Hy vọng rằng với tình yêu và đam mê cống hiến của những nghệ sĩ, diễn viên múa mà khán giả có thêm một món ăn tinh thần đầy ý nghĩa.